Bây giờ mọi người tham quan tự nhiên, mời tham quan. Em nghe nói có được không? Nè. Thôi được rồi, bây giờ em nghe nói trước đã. Thật ra thì anh ê nè nè. Nè, em nghe anh giải thích một chút đi. Có được không? Nè, thật ra không thì không cần. Em không nghe anh giải thích đâu. Nhưng mà anh muốn nói cho em biết xin là anh đó. Nè nè, khoan đã. Nè, cô hướng dẫn anh... ơi. Cô giúp tôi nhìn xem dạ. Trong hai cái áo này tôi mặc cái áo nào thích hợp nhất vậy? Cái này hả? Xin lỗi anh nha, tôi có chuyện cần nói với cô. Xin lỗi nha, thật ra thì cái anh gì là vậy? Em đang làm việc mà, đi chỗ khác đi. Xin lỗi nha. Tôi cảm thấy cái áo da này không đặc biệt lắm. Còn cái này tôi thấy nó đẹp hơn. Chà, cái này đẹp hả? Thật đó. Nè, mua đi. Được rồi. Dạ. Cảm ơn nha. Anh làm cái gì vậy? Nè, em nghe anh nói nè. Bỏ nghe ra nói đi. Hôm đó anh và Duyên Duyên ra ngoài là để bàn chuyện của hai đứa tụi mình. Cô ấy cảm thấy anh không nên giấu em chuyện trong nhà của anh, cho nên cô ấy muốn anh giải thích rõ với em. Còn nói là nếu như hai chúng ta chia tay, Cổ và Thiên Quang sẽ không tha cho anh. Phải. Hôm đó anh uống rượu với cô ấy. Bọn anh không nên uống sai. Nhưng mà giữa bọn anh không có xảy ra chuyện gì hết. Em tin anh đi. Nè, nói xong chưa? Anh tụi mày mà cũng ăn hiếp tao nữa sao? Hả? Xin chào, xin hỏi phòng của bệnh nhân Sử Yến ở đâu vậy hả cô? Anh là người chồng không chịu trách nhiệm đó sao? Hả? Vừa rồi tôi gọi điện cho anh nói là không tới mà. Tôi chỉ hỏi cô phòng bệnh của cô ấy ở đâu mà thôi. Phòng 505. Cảm ơn nha. Ê, đợi đã. Còn nữa, số tiền trong thẻ của cô ấy không đủ trả viện phí. Quá đơn nè, anh đóng viện phí cho cổ luôn đi. Cô sao rồi? Còn không muốn sống nữa hả? Thiên Quang. Được rồi, không cần nói với tôi mấy chuyện đó. Tranh thủ đi ly hôn đi. Thiên Quang, em xin lỗi. Ở đây bao lâu? Bác sĩ nói có lẽ một tuần. Vậy thì vào tuần sau tôi đón cô xuất viện, chúng ta cùng nhau tới quỹ ban để ly hôn. Nè anh gì ơi, vợ của anh đã bệnh như vậy rồi, không thể tốt với cổ một chút hả? Mắc mớ gì tới cậu chứ. Đưa tôi coi. Được rồi. Đây. Cảm ơn. Được rồi. Mời lên xe. Mời lên xe. Cảm ơn. Cô hướng dẫn viên, đây là vé của tôi. Sao vậy? Đây không phải là vé giả đâu. Hả?
Có vé thì lên đi. Được rồi, được rồi. Lát nữa gặp ha. Mời lên xe. Chào mọi người, tôi tên U Phạm Phạm, hướng dẫn viên hôm nay. Quang Hô, Quang Hô. Nè nè, vỗ tay đi. Quang Hô, Quang Hô, Quang Hô. Tôi còn chưa nói xong mà. Vậy xin lỗi nha. Tiếp tục đi ha. Lát nữa tôi sẽ giải thích cho mọi người hiểu phong cảnh dọc đường đi. Nếu mọi người không có ý kiến gì thì chúng ta xuất phát. Bắt tay, chúng ta đi. Xin lỗi. Nè, cô hướng dẫn, lát nữa cô có thể giới thiệu phong cảnh dọc đường cho tôi biết không? Vì tôi rất thích du lịch. Có được không? Tôi sai xe rồi. Cô có biết không, lúc cô ngồi bên cạnh tôi cảm thấy rất là an toàn, rất an tâm. Cô có biết không? Cô biết không hả? Trông mặt quá đi. Sao vậy anh bạn trẻ? Cậu sai xe hả? Gì vậy? Nè nè, chỗ tôi có dầu đây nè. Nè, cậu nhìn coi. Cái gì vậy hả? Cái gì dầu vậy? Dầu là đó. Nè, để tôi xức cho cậu. Nè, không phải. Không cần đâu. Ngồi im đi mà. Được rồi, đừng có mạnh quá mà. Ráng chịu một chút, một lát là hết rồi. Đừng có mạnh tay quá. Đau đau. Mạnh tay làm sao mà hết được chứ? Trời ơi. Đau quá. Hành khách thân mến, đây chính là công viên Hải Đăng. Khách nào muốn tham quan có thể xuống xe nha. Nửa tiếng đồng hồ sau chúng ta tập trung ở đây. Nè, bây giờ sao rồi? Có thể nghe anh giải thích được chưa hả? Phản, nghe anh giải thích đi. Em phải làm gì? Anh biết là em đang làm việc, nhưng nghe anh giải thích có được không? Làm gì vậy? Anh điên rồi hả? Phản. Chuyện gì vậy? Chị à, anh ấy nói là đầu vẫn còn khó chịu thì giúp anh ấy không nha. Không thành vấn đề, vậy cho tôi đi. Để tôi bắt giấy cho cậu ha. Nè, cậu đứng yên. Cử động là vô mắt đó. Đứng yên. Nè, anh bạn trẻ đừng có cử động nha. Sẽ nhanh khỏi thôi, không có sao đâu. Đi thông thả, tạm biệt quý khách. Hướng dẫn viên của chúng ta quả là tốt nhất đó. Anh ơi, chúng tôi hết giờ làm phiền anh xuống xe đi. Nè, bây giờ em có thể nghe anh giải thích được chưa? Bây giờ là thời gian riêng tư của em. Nếu anh chiếm dụng thời gian riêng tư của em báo cảnh sát đó. Xuống xe đi. Bác Tài, lái xe đi. Để tiếp cận được người ta, bám theo đoàn người ta. Anh làm vậy có được hay không? Không ổn đâu, người ta giống không quan tâm anh. Nếu hôm nay không quan tâm, ngày mai tôi đi. Ngày mai lại không quan tâm, ngày mốt tôi đi. Tin tôi đi. Nhất định có ngày, cô ấy sẽ nghe tôi giải thích. Tôi hiểu rồi. Tôi đặt cho anh theo đoàn 1 năm. Đặt 3 ngày? Không phải, 1 tuần là được rồi. 5 ngày đi. 5 ngày, 5 ngày là được rồi. Nè, nhanh lên. Đi chơi. Xin chào. Vé đây. Đi. Nè nè. Lên xe rồi nói. Hôm nay chúng ta tới điểm nào vậy? Anh gì ơi, làm việc anh ra phía sau ngồi đi. Hả? Ở đây toàn hành lý. Giờ tôi xin kiểm tra số lượng. Nè, nè, đếm tôi, nhớ đếm tôi nghe. Được rồi, đủ người rồi. Chào mọi người, tôi là Uông Phạm Phạm, hướng dẫn viên. Quang hô. Bác Tài, chúng ta đi thôi. Được, vào trong đi. Nếu muốn mua gì, giờ mọi người có 1 tiếng đồng hồ để mua sắm. Một lát nữa chúng ta sẽ tập trung ở đây. Cô hướng dẫn, cô nhìn xem, cho tôi chút ý kiến. Tôi mặc cái áo nào thì đẹp? Cái này có đẹp không? Anh như vậy cô gái được rồi, mặc cái gì mà chẳng đẹp. Mua hết đi. Người khác thì anh mặc kệ, anh chỉ quan tâm tới em mà thôi. Nè, em coi.
Em cảm thấy đẹp hay không liên quan gì tới em chứ? Đương nhiên là có liên quan rồi. Hai chúng ta quen nhau sao? Có, anh chỉ quan tâm tới em. Anh chỉ quan tâm tới Uông Phạn Phạn. Nè, em cho anh biết cái này có đẹp không? Nè, anh có thể đừng bám thêm nữa được không? Nè, anh chỉ muốn hỏi ý kiến em mà thôi. Nè, 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 nè. Anh phiền thật đó. Nè, nè. Anh không tin là ngày nào em cũng lạnh nhạt như vậy. Hai, ba. Nè, nhìn lên phía tôi đi dì ơi. Dì ơi, một, hai, ba. Được rồi. Lên xe đi. Nè, 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 đừng có kéo. Đừng có kéo mà. Chụp cho tôi, chụp đi. Chụp tôi nè. Tôi đứng đâu đi chứ, cái đớp gì chứ. Nè, nè, đứng đi, đứng đi. Chụp cho tôi đi. Đó, đứng xích vô, xích vô. Ờ, đúng rồi đó. Cái gì? Chẳng phải nói ăn gì đó ở lớp sao? Cái gì cũng không có. Giáo sư Dương giờ còn họp không tới nữa. Không phải cậu được ăn bánh bao mà là ăn hầm đá đó. Làm như một mình tôi ăn vậy. Cậu không ăn hả? Được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa. Hay là tụi mình đi ăn đi. Ăn gì cũng được mà, đi. Chào hai bạn, mình là U Nhiên khoa lịch sử. Hai bạn có thể gọi mình là Phạm Phạm. Mình tên Điêu Viên Viên, ở học viện thiết kế thời trang. Còn mình ở khoa quản lý Lưu Thiên Quang. Chúng ta cũng xem như là trong hoạn nạn có nhau rồi. Hay là chúng ta cùng đi ăn đi. Được thôi. Mình biết một quán mì cay ăn thật sự rất ngon ở phía sau trường đó. Ê, khoan khoan, chờ chút chờ chút. Chuyện đó mới sáng sớm đã bắt đầu ăn mì cay rồi hả? Ăn mì cay cũng phải ăn đúng thời gian quy định sao? Đi. Đi. Được. Dép của cô, từ từ thôi cô. Còn anh nữa nè. Được, lên xe đi. Nè, Phạn Phạn, hôm nay thời tiết rất lạnh, em uống cà phê đi. Nè, cầm đi, đừng có khách sáo mà. Em mặc áo ít như vậy không thấy lạnh sao? Nè, nè. Nè, không cần, không cần. Không có sao, không sao đâu. Nè, em uống đi, uống đi. Uống đi cho nóng. Anh phiền thật đó. Nè, không được rồi, trời lạnh đó. Kéo khóa lên cho ấm hả? Nè. Trời ơi, tránh ra đi. Hôm nay trời lạnh mà. Nè nè, như vậy không được đâu. Để lát nữa cà phê lạnh uống sẽ không ngon. Hả? À, có ngon không? Cẩn thận bật thêm. Đi từ từ. Đi từ từ nha. Còn anh nữa. Lên xe đi. Anh đừng đi nữa, mau xuống xe giùm tôi đi. Em mặc kệ anh, anh sẽ không bỏ cuộc đâu. Bệnh thành ra như vậy rồi, anh kiên trì cũng không có ai hoan nghênh anh đâu. Anh vẫn sẽ tiếp tục kiên trì. Lái xe đi, du khách họ đang đợi kìa. Cảm ơn. Tới nơi rồi. Cuối cùng cũng xuống xe. Lát nữa nhớ tập trung. Được rồi.
anh sao rồi? Phạn Phạn, em nghe anh nói đi. Anh rất thật lòng muốn nói lời xin lỗi em. Chuyện của Viên Viên chỉ là hiểu lầm thôi. Em đừng có giận anh nữa có được không? Nghe. Không phải em đang giận anh sao? Em chỉ sợ anh truyền bệnh cảm cho em thôi. Mau lên đi, uống nhiều một chút. Tiếp tục cố gắng. Tạm biệt, đi thông thả. Được, cảm ơn. Tạm biệt. Tạm biệt. Cảm ơn em. Sau khi uống xong thì đỡ nhiều rồi. Đừng khách sáo. Em chỉ sợ anh chết trên xe thôi. Phạn Phạn à, có phải là anh nói gì và làm gì em cũng sẽ không tha thứ không? Em tan ca rồi. Đóng cửa. Được rồi, lên xe đi. Sao rồi hả? Hả? Anh chàng đó bị cô đuổi đi rồi chứ? Bác Tài, bác nói cái gì mà lung tung vậy? Cô nhìn cô kìa. Người ta tới cô quay lưng ngoảnh mặt. Người ta đi rồi bây giờ cô lại nhớ người ta. Bác nói lung tung, ngày mai con đuổi người khác liền đó. À, được, được, được. Không nói thì không nói vậy. Đi thôi, không đợi nữa. Mở cửa, mở cửa. Nè, nè, mở cửa. Nè bác Tài, dừng xe. Dừng xe đi. Bác Tài à, dừng xe đi. Em muốn cho anh chạy chết hay sao? Tha thứ cho anh có được không? Anh mau ngồi xuống đi. Yeah! Yeah! Đừng làm ồn, nếu không em cho anh xuống chạy tiếp đó. Không ồn, không ồn. Anh muốn ôm trời em. Ơi, anh làm gì muốn vậy? Ôm em thôi. Nhiều người như vậy mà. Có ai đâu, đừng có nhìn. Mau lái xe đi. Cậu thanh niên khỏe thiệt đó nghe. Ôm thôi, ôm thôi, ôm thôi. Đừng má. Cứ ôm như vậy đi. Anh muốn ôm mà, anh muốn ôm hoài à. Tối như vậy rồi mà tại sao vẫn chưa về nhà chứ? Con nó gần 30 tuổi rồi, mà để nó ở ngoài chơi một chút thì có sao? Tại sao lại không sao? Tối như vậy rồi còn ở bên ngoài chơi, nếu có chuyện gì ai chịu trách nhiệm đây, hả? Ai trời, bà nghĩ cái gì vậy? Chắc nó đi chơi cùng với Thiên Quang, Viên Viên thôi mà. Cùng lắm chỉ uống vài ly thôi. Tôi không sợ nó đi cùng với Viên Viên, mà tôi chỉ sợ nó đang uống rượu cùng với cái tên Dương Lộ Dịch. Ở chuyện này càng không sao. Có Lộ Dịch bảo vệ cho nó, nhất định đưa nó về nhà an toàn mà. Ông nói cái gì vậy? Nằm mơ hả? Không thể được. Làm gì vậy? Khách sạn phía trước hình như là khách sạn Tình Nhân mà trước đây chúng ta định vào thì phải. Trí nhớ anh tốt thiệt đó. Sao vậy? Không phải, anh đang nghĩ tại sao trước đây chúng ta lại không vào đó hả? Tại vì anh nhát gan, anh sợ chịu trách nhiệm. Anh mà sợ chịu trách nhiệm sao? Anh chẳng qua thương em nên mới làm vậy thôi. Em có hiểu không? Là tại anh thương em đó. Anh lừa ai? Em không phải con nít. Vậy có muốn cảm nhận không hả?
Mẹ em, anh nói chuyện không? À, không cần. Alo mẹ. Con đang ở đâu vậy? Tối vậy rồi còn đi với ai? Còn không mau về nhà. Diên Diên, Thiên Quang. À, ở cùng Thiên Quang và Diên Diên hả? Được, để mẹ nói chuyện với tụi nó. Người ta không muốn nói chuyện với mẹ đâu. Mẹ nghĩ là con vốn dĩ không có đi cùng với tụi nó. Ai nói chứ, nửa đêm rồi đừng có lớn tiếng vậy mà. Mẹ nói cho con biết, con mau về đi, mẹ có chuyện nhờ con nè. Ở đây con còn chút việc nên về muộn lắm, đừng có đợi. Tối như vậy rồi con còn có chuyện gì nữa chứ hả? Trong vòng nửa tiếng đồng hồ con phải về nhà cho mẹ. Mẹ đợi con đó. Đúng là muốn làm phản thiệt mà. Tối như vậy rồi còn có chuyện gì? Có chuyện gì nữa chứ? Định gạt ai hả? Mẹ em kêu anh về và anh đưa em về nghe. Nè đi thôi. Em không muốn về. Về rồi lại nghe mẹ cằn nhằn phiền chết được. Vậy nghĩa là không về nhà sao? Chẳng lẽ em thật sự muốn vào khách sạn? Ê, em làm gì vậy? Chẳng phải anh nói muốn cảm nhận sao? Vừa rồi anh chỉ nói chơi thôi mà. Nè, đành chịu thôi. Là em ép anh đó nghe. Phụ nữ sao lại chủ động tới như vậy kìa. Sao hả? Vào trong rồi lại căng thẳng hả? Anh mới căng thẳng đó. Anh căng thẳng? Anh đâu có căng thẳng đâu. Em nói bản thân em muốn vào cảm nhận một chút. Sao lại thêm vào đây? Thì anh cảm nhận với em. Sao vậy? Anh nhìn em đó. Có gì hay đâu mà nhìn. Bởi vì nhiều năm rồi anh không có nhìn em ở cự ly gần như vậy. Tại sao anh vẫn có cảm giác là em không hề già đi chút nào hết? Anh đang khen em. Có phải em lo lắng sau khi về nhà làm sao đối mặt với mẹ không? Em chỉ đang lo cho anh. Anh không buồn sao? Buồn cũng phải sống, vui vẻ cũng phải sống. Hôm nay là ngày quan trọng như vậy, lẽ ra ta nên vui mừng mới phải. Cho dù sau này mẹ của em làm khó anh như thế nào thì anh cũng sẽ nói với mình là anh sẽ mãi mãi nắm lấy tay của em và không hề buông. Được rồi, chúng ta cứ ngồi giống như 7 năm trước. Hả? 7 năm trước thì sao ta? Cứ ngồi đây nói chuyện suốt đêm. Vẫn không về. Mình nói như vậy mà vẫn không về. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tạm khóa. Tin quý khách vui lòng. Thuê bao quý khách đang tạm khóa. Nè nè nè, con gái cưng của ông khóa máy rồi. Chỉ vì không muốn nghe điện thoại của tôi nên nó khóa máy rồi hay sao? Tôi vừa nghĩ ra rồi. Nhất định là điện thoại hết pin. Ông nghĩ đi đâu vậy? Con giỏi lắm, tắt máy. Con dám tắt máy hả? Được lắm, hôm nay mẹ sẽ ngồi ở đây đợi con. Nè nè, ông đem mền gối ra đây. Hôm nay tôi sẽ ngủ trên ghế sofa. Để coi tới khi nào nó về.温暖夜的寒冷。
就让我高飞远走，寻找爱不变的守候。Sợ muốn chết. Mẹ làm con sợ hả? Con làm mẹ sợ thì có. Cả đêm qua con đi đâu không về nhà, con đi với ai? Con ở nhà Duyên Duyên. Ở lại nhà Duyên Duyên lại tiếp tục nói dối mẹ nữa. Con buồn ngủ quá rồi, cả đêm không ngủ được, con ngủ buồn. Mẹ con cũng cả đêm không ngủ nè. Nè, con đứng lại cho mẹ. Uống phản phản. Con mở cửa ra. Mở cửa ra cho mẹ. Được lắm, có bản lĩnh hả? Có bản lĩnh thì con cứ ngủ đi. Ngủ rồi nghe mẹ chất vấn. Con trốn được một lúc không trốn được cả đời đâu. Ngủ đi. Ôi trời, cái lưng của tôi. Alo, anh gọi tới thật đúng lúc. Tốn nhiều thời gian như vậy mới vào được phòng. Em vừa mới mở cửa, mẹ em nằm sẵn trong phòng khách đợi em. Nếu không phải em nhanh chân, kiểu gì cũng bị mẹ căng nhằn một trận rồi. Sao lợi hại như vậy chứ? Có cần anh lập tức qua đó làm một anh hùng cứu mỹ nhân không? Được thôi, tới đi. Phản Phản à, anh cảm thấy em không nên giận Thiên Quang và Duyên Duyên nữa. Em đâu có giận họ. Đừng có để ba kiếm khách tụi em tan rã dễ dàng như vậy nghe. Thật ra anh rất ngưỡng mộ mối quan hệ của ba người đó. Vậy thì tốt rồi, mau ngủ sớm đi. Tạm biệt. Tạm biệt. Sao lại không tắt máy? Vậy sao anh không tắt đi? Thì em tắt trước đi. Anh tắt trước. Em trước. Anh trước. I love you. Anh yêu em. Nè, anh vẫn chưa nói xong mà. Anh yêu em. Tạm biệt ha. Tắt thiệt sao? Mặt mày hứng hở ha. Tối hôm qua anh có chuyện gì vui hay sao? Đã cố được uống phản phản rồi. Từ bỏ cuộc đời độc thân luôn rồi. Nhanh thôi. Nè, ngồi xuống. Thật ra bây giờ vẫn còn một vấn đề thật sự rất khó giải quyết. Chính là mẹ vợ tương lai của tôi. Cậu biết không, bây giờ bà vẫn cho tôi vào danh sách đen đó. Tối qua tôi suy nghĩ suốt cả đêm rồi, vẫn chưa tìm ra cách giải. Nè, cậu nói coi, có cách nào hay không? Chuyện này nói tới cách làm thì hiện vẫn chưa. Không phải là không có cách, hiện tại vẫn có một cách. Nhưng mà nói sao đây? Anh đó, anh cần phải chứng tỏ được lòng thành cháy bỏng sôi sục trong trái tim của anh để mẹ vợ tương lai của anh thấy. Chỉ cần khiến bà ấy nhận ra anh thật lòng với con gái bà ấy, chắc chắn tốt với con gái bà ấy. Anh nói, bà ấy có thể không chấp nhận hay sao? Trái tim con người mà. Phải cháy bỏng sôi sục. Cậu nói lòng thành cứ y như là ruột bánh bao luôn vậy đó. Đúng, chính là ruột bánh bao. Ruột bánh bao có nguyên liệu, anh phải chứng minh được tài năng thực sự
mới chinh phục được mẹ vợ tương lai. Thật sự được sao? Được mà. Nghe xong yêu cầu anh chị, tôi chọn giúp anh chị hai phần ăn. Thật ra hai phần ăn này giá cả cũng phải chăng, chỉ có điểm đặc biệt là theo phong cách quán bar, khách lui tới có phần hơi ít. Anh chị coi thử mình thích loại nào nha. Chúng ta về bàn bạc lại coi sao. Được rồi, chúng tôi được, về bàn bạc một chút nha. Được, không sao đâu, không cần gấp. Cái này anh chị có thể cầm về. Được, cảm ơn. Cảm ơn nha. Có gì cứ gọi cho tôi. Được. Cảm ơn cô. Cảm ơn. Tạm biệt. Tạm biệt. Nè, tình hình hai cậu sao rồi? Sao chưa thấy hai người các cậu gửi tiền vào quỹ đen của ba kiếp khách? Hai cậu làm gì vậy? Có ngay. Mình đường đường là CEO của một cửa tiệm, đâu thể chối bỏ trách nhiệm được. Cậu yên tâm, toàn bộ quỹ đen trong tháng này á, mình sẽ phụ trách hết cho. Vậy đâu có đủ. Chỉ bằng mời tụi mình đi ăn cơm mới chứng tỏ được giá trị CEO của cậu, được không? Vậy phải coi thử nhà thiết kế nổi tiếng của chúng ta nghĩ sao đã. Cô y tá. Bệnh nhân giường này đâu? Hôm qua xuất viện về rồi. Xuất viện rồi? Đúng vậy, bệnh vừa khỏi đã xuất viện ngay. Đáng lẽ nên ở lại 2 ngày để quan sát. Tốt nhất anh nên liên lạc với cô ấy, kêu cô ấy 2 ngày sau tới đây tái khám. Nếu không sẽ rất dễ bị tái phát. Tôi biết rồi, cảm ơn cô. Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được. Chị ơi, áo của chị đây. Cô làm dơ phần cổ áo rồi nè. Hả? Chỉ dơ có một chút, không sao đâu. Chà, không sạch đâu. Cô phải nói 500 sao, giờ chỉ có 300. Cái áo này hơn 1.000, cô làm dơ cổ áo. Tôi không trừ tiền cô, bà chủ sẽ trừ tiền tôi đó. 300 thì 300. Tôi còn phải tới xưởng, không có thời gian đôi co với cô. Mẹ, con về rồi. Diên Diên, nè. Sao ông lại ở đây? Ba và mẹ con luôn muốn tìm cơ hội để mà nói chuyện với con. Diên Diên, con về rồi sao? Mẹ, tại sao ông ta lại ở đây? Lần trước cái người ngồi đây ăn mì không phải là ông ấy đó chứ? Không, Diên Diên à, sao con lại phản ứng mạnh như vậy? Mẹ nói con nghe, mẹ với ba con hai người đã bàn bạc rồi. Mẹ với ba con thứ hai sẽ đi lãnh giấy tai hồn. Đúng vậy. Chuyện lớn như vậy sao mẹ không bàn bạc với con lấy một tiếng vậy? Hả? Niệm Bình nó cũng biết rồi mà. Nó còn tìm bạn thời đại học của con lên kế hoạch hôn lễ ba mẹ. Chuyện của ba và mẹ con từ đầu tới cuối Niệm Bình đều biết hết rồi. Đúng. Cho nên ba nghĩ là... Mẹ. Hả? Mẹ nghe cho kỹ đi. Mẹ tìm bất cứ người bạn nào con cũng đồng ý hết. Nhưng mà điều Minh Nghĩa tuyệt đối không được. Con... Mẹ đừng hỏi con là tại sao. Bởi vì con người của ông ta vốn dĩ không có tư cách để cho mẹ yêu. Diên Diên, con mau giải thích với mẹ đi. Ngồi xuống đây. Riêng đối với chuyện này, bà đừng có nóng vội. Tôi cảm thấy trong chuyện này hình như
có gì đó hiểu lầm thì phải. Em về rồi sao? Em làm cái gì vậy? Chẳng phải muốn ly hôn sao? Ly hôn đi. Không phải em kiên quyết không ly hôn mới níu kéo anh, để làm khổ anh cả đời hả? Anh rõ ràng biết tôi hận Điêu Minh Nghĩa, nên anh dùng cách này để trả thù tôi. Hai chúng ta cứ đấu qua đấu lại thì được cái gì chứ? Ly hôn rồi có lẽ sẽ tốt hơn. Cái gì trả thù chứ? Chính ba em chủ động tìm anh, anh cảm động trước tấm lòng của ông ấy, sau đó còn nói dối với Thiện Ý chuyện con rể phải làm như vậy như kia nữa. Đàn ông các người có gì mà thật lòng đâu chứ. Dì Duyên à, em có thể nào nhìn lại bản thân của em hay không? Trong vấn đề của ba mẹ em, em đúng là một người vừa hẹp hòi lại vừa ích kỷ. Em dựa vào đâu áp đặt suy nghĩ của em để cản trở hạnh phúc của họ chứ? Chuyện của gia đình tôi không cần anh lo. Ly hôn rồi, anh chẳng còn dính dáng gì tới gia đình tôi nữa. Em nói ly hôn là ly hôn. Anh cho em biết, bây giờ anh không muốn ly hôn. Em làm gì vậy? Em nói rõ ràng đi chứ. Nè, anh không muốn ly hôn. Hôn nhân của Điêu Diên Diên từ trước giờ đều do tôi làm chủ. Có hay không tờ giấy đó tôi vốn dĩ không quan trọng. Nếu hôn nhân của chúng ta ngay từ đầu đã sai lầm, vậy thì cứ để nó kết thúc như vậy đi. Anh buông tôi ra. Anh buông ra. Buông ra. Diên Diên. Diên Diên à. Em không sao chứ? Bụng của tôi. Cái bụng? Bụng của tôi đau quá. Cố Niệm Bình. Thiên Quang. Diên Diên đâu? Diên Diên đâu rồi? Vào trong cũng 2 tiếng rồi mà vẫn chưa ra. Ai là người nhà của Điêu Diên Diên? Tôi là đi. Tôi. Ai là chồng cô ấy? Là tôi. Bệnh nhân hư thai rồi, thai nhi có lẽ cũng đã được 4 tuần. Bởi vì da chạm mạnh dẫn tới tử cung cô ấy bị tổn thương rất nặng, có thể sau này sẽ không thể có con. Cậu phải chuẩn bị tâm lý. Cố Niệm Bình, là anh cố tình. Anh cố tình có phải gì không? Thiên Quang, tôi không hề biết cô ấy mang thai. Có lẽ bản thân cô ấy cũng không biết mình có thai mà. Anh còn dám ngụy biện nữa hả? Đây là bệnh viện, các cậu đừng có lớn tiếng ở đây. Hả? Bác sĩ, nếu như bệnh nhân tỉnh lại, bác sĩ làm ơn đừng cho cô ấy biết. Tôi sợ cô ấy không chịu nổi. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn. Bác sĩ, chúng tôi đưa bệnh nhân về phòng trước. Được. Tôi nói anh biết Cố Niệm Bình, bắt đầu từ bây giờ anh tránh xa Diên Diên một chút.